Mới về được hai em đẹp lắm, dễ thương lắm anh em. Biển số Sài Gòn, một em Charlie 50 và một em Cúp 81 50. Những anh em nào mà nhà có mấy đứa em, mấy đứa nhỏ đi học á thì xem thử hai em này nha, rất là an toàn. Những cái chiếc này đi rất là an toàn, mình bảo đảm với anh em, đi an toàn hơn xe điện rất là nhiều anh em nha. Đi xe rất là an toàn. Và từ máy móc á, từ máy móc mà xe này á, đầu tiên thì shop em sẽ quay cho anh em xem em Charlie này. Em Charlie này shop em được ông anh ổng chia sẻ lại, mà anh cứ nói với shop em hoài, tiếc quá. Anh em biết tiếc gì không? Anh tiếc cái biển số. Anh tiếc cái biển số, anh nói cái biển số anh đẹp. 01620, 9 nút chẳng. Anh tiếc cái biển số hoài à. Và để mình đầu tiên thì mình sẽ review cho anh em xem em Charlie ha. À, biển số Sài Gòn. Không biết là trong video anh em thấy sao, nhưng mà ở ngoài nước sơn rất là đẹp. Ở ngoài nước sơn rất là đẹp nha. Đúng trong cà vẹt là màu đỏ luôn. Và em này biển đã ra 5 số rồi anh em nha. Rất là đẹp, rất là dễ thương. Nói chung là đồ zin còn rất là nhiều, cũng còn rất là nhiều nha. Đạp thắng nè, giò đạp nè, đồ zin nha. Zin nha, bô nè, một sao nè. Về sau thì có bể rồi, nhưng mà mình thấy đẹp mình để luôn, mình không có thay anh em nha. Nó bị bể chỗ này nè, nhưng mình thấy đẹp mình để luôn. Cái gì zin đẹp mình để luôn. Xe rất là sạch sẽ anh em nha, niền câm nè, niền câm sạch sẽ sáng sủa ha. À, như anh em thấy ha, tổng quát. Và cái giá của em Charlie này là cực kỳ dễ thương luôn, một cái giá cực kỳ dễ chơi luôn, chỉ có 11.800.000 thôi. Thì những anh em nào mà muốn xem trực tiếp cứ việc ghé qua địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Số điện thoại của shop em là 0948265265 anh em nha, 0948265265. 11.800.000 rồi là chỉ đổ xăng vô mà đi. Điện đèn càng là full chức năng đầy đủ hết. Đây đây, quay cho anh em xem. Anh em thấy như anh em thấy trong bụng nè. Trong cái bụng này ha, sạch sẽ lắm nha. Sạch sẽ lắm. Rất là đẹp. Rồi là chỉ đi thôi anh em nha. Di đông zin nè, cùm zin, tay thắng zin, đồng hồ zin. Cùm thì có xài cái loại cùm mở đèn rồi nha. Cùm này cùm quay. Đó, điện đèn càng xi nhan đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Không có thiếu gì hết, giờ là chỉ đổ xăng vô mà đi thôi. À, bánh trước bánh sau rất là đẹp anh em nha, bánh trước bánh sau rất là đẹp nha. Đó, không có một mọt, không có nhảy gì hết, không có chạy tưng gì hết. Giờ là chỉ đổ xăng thôi anh. Mình mua xe của anh chủ này á, anh cứ nói tiếc cái biển số quá mọi người. Biển số dễ thương quá, biển số đẹp quá, tiếc biển số. Nhưng mà tại vì nhà nó không có sử dụng nữa nên anh chia sẻ là cho anh em. Và giá cực kỳ tốt luôn, chỉ có 11.800 cho một em Charlie 50 biển Sài Gòn đã ra 5 số rồi và cà vẹt mới luôn nha anh em. Đây nha, nắp cá nè, cần số à, rất là đẹp. Xe sạch sẽ lắm anh em, không biết là trong video anh em xem được rõ không, nhưng mà ở ngoài là mình bảo đảm với anh em, xe cực kỳ dễ thương à, cái màu đỏ cực kỳ dễ thương. Te zin nha, te zin, gấp zin, các chân à, và chỉ có 11.800.000 thôi. Đây, biển số của em nó đây, 59FB01620, để mình test cái máy luôn cho anh em nghe nha. Để mình test cái máy luôn cho anh em nghe. Nhà mà có mấy đứa em, mấy đứa cháu hay là vợ mà đi chợ thì những cái chiếc xe này thì họ mới nói rồi. Thứ nhất là mình dắt ra dắt vô nó nhẹ. Thứ hai là mình chạy nó đầm lắm. Nó đầm lắm anh em à, nó hoài niệm rồi mình có thể chơi được nữa anh em nha. 11.800.000 đó. Qua đây còn em này cũng là, em này là 81 50, cũng là biển Sài Gòn luôn, mà em này là chính chủ Sài Gòn. Máy là cực kỳ tê luôn nha. Xe bên shop em riêng về phần máy móc là bao thì thầm sạch sẽ gọn gàng. Em này là chính chủ Sài Gòn, từ bụng sườn này nha, đuôi niền câm sạch sẽ sáng sủa, về là bao với anh em luôn, về là chủ xăng vô mà đi. Những anh em nào trong phạm vi Sài Gòn muốn công chứng, ra phòng công chứng 30S là xong ha. À, và giá của em nó là 15.800.000 anh em nha. 15.800.000 cho một em 81 50, chính chủ Sài Gòn. Và thì những chiếc xe của shop em hay là những cái món phụ tùng á, đều xem trực tiếp tại 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Số điện thoại của shop em là 0948265265. Cảm ơn anh em đã xem video nha. Những anh em mà xem á, có cần xem những cái món phụ tùng gì cho việc để lại cho shop em một cái bình luận. Qua này em quay sát vô gấp nè, quay sát vô gấp nha.
quay vô niền câm đùm, quay rõ ràng cho anh em xem những cái chiếc xe của shop em là bao với anh em, đuôi không một lũng nha, đuôi không một lũng, có làm sao quay gì rõ ràng cho anh em để tránh cái trường hợp bích lòng ha. À, và em đó là chính chủ Sài Gòn, quay cái biển số luôn 01538 cho anh em xem, 8150 đó. Những anh em nào mà dặn shop em xe chính chủ, điện đèn kèn là full chức năng đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Về là chỉ đổ xăng ha, về là chỉ đổ xăng, cái này bình hơi yếu nè, vì anh chủ xe anh ít đi, cái bình hơi yếu, nhưng mà máy móc là bao thì thầm đó. Xi nhan đầy đủ cho anh em nha, xi nhan đầy đủ cho anh em để mình nạt vài cái mình kèn, tại vì anh ít đi á nên cái kèn nó, cái bình nó hơi yếu, nhưng mà không sao. Nhưng mà khi mà giao cho anh em thì anh em cứ bị yên tâm. À, quên đây nữa, em quay cục máy này cho anh em xem, bảo quay cục máy ở bên đó cũng được, có quay rõ ràng. Mình lúc nào mình bán xe mình cũng quay rõ ràng cho anh em nha, tránh cái trường hợp bích lòng ha. À, giá cả rõ ràng, địa chỉ số điện thoại rõ ràng cho anh em ha. À, 15.800.000 cho một em cúp 81 chính chủ Sài Gòn. Máy nè, à, bình xăng con zin nè, đồ zin, nói chung là đồ zin cũng còn rất là khá anh em, cũng còn rất là khá ha. Đây, quay những cái này không có mục mọt gì hết nha, không có mục mọt gì hết, quay những cái này cho anh em xem số khung số máy là chuẩn chỉ. Thì xe chính chủ thì anh em yên tâm rồi, xe chính chủ thì anh em yên tâm, không có gì mà phải suy nghĩ hết, chỉ có ưng mua là chơi thôi và đổ xăng là đi thôi. 15.800.000 máy đã lắm, chỉnh cái anti lớn lên xíu cho anh em nghe nha. Mình dòng cúp là mình phải màu này nhất, dòng cúp 81 là mình thích màu này nhất, sáng sủa đó. 15.800.000 còn em này thì 11.800.000 cho một em Charlie. Hai em ngày hôm nay thì hai em nào cũng biển Sài Gòn hết, được anh em, quá dễ thương ha, rất là giá rất là dễ chơi. 15.800.000 cho một em cúp 50, 11.800.000 cho một em Charlie 50 biển Sài Gòn luôn. Những anh em nào ở xa yên tâm, có cọc là có ship xa cho anh em, nên anh em ở Việt yên tâm nha, có cọc là có ship. Cảm ơn anh em đã xem video và nhớ bấm like đăng ký giúp shop nha, để luôn cập nhật được cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.